mọi người, đây đây là anh trai bản nè. Lúc nãy cho em giỏ cá đó, anh trai bản đó, mọi người thấy ảnh có đẹp trai không? Oh. Anh gà vậy là chín ăn được chưa anh? 5 phút nữa hả? Rồi, vậy là trúng ngay là được bàn đó. Rồi, giờ mấy yêu cầu con bài gì đi, con tặng mấy bài. Dùng lá bye bye phải không? Ok, rồi. Hát xong bài dùng lá bye bye là sẽ được ăn gà. Yeah. Đàn sĩ cho em son thứ nha. Ok. Cái này là mà nước tự nhiên đúng không? Mình không có mặt là nhìn vào lá mê bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy đẹp tựa như lá mê bay nên tình anh chốt lại ngày đó yêu nhau chúng thường qua lối này từng lá mê bay vương gót hài hoa bước say thuộc tờ nắng đơm hồng trên má em hồng đẹp tựa như lá mê rơi vùng trời xanh ước mơ ta xa nhau lúc hè về vương sắc phượng được đem cười thành đôi con ngược trời mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiểu dù lứa con đột cháy quê hương giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin với trời từng lá mê bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi thương nhớ lắm rồi tình mình xa nhau những kỷ niệm xinh với trời từng lá mê bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá mê rơi trên dòng suối biển khơi em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá mê rơi trên dòng suối biển khơi. Ăn được chưa anh trai bạn? Anh hết môi của bạn. Cái đùi như chưa chín đúng không? Lấy cái dao rạch cái không? Thôi giờ nó đi hát bài đây. Đây đi hát bài nên chăm thử cái đùi. Hát xong bài nữa mà chẳng được ăn gì hết. Anh trai bản quá lạ hả? Còn cái đùi chưa có chín mọi người đó, cái đùi gà to cho bá luôn. Hay là mình ăn trước cái đùi mình nướng thịt Mỹ sao? Có lý nha. Có hai chị em mình hát bài anh quê hương ba miền đi. Thank you.
chuẩn chuẩn. Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Không ngờ mà em mà nó nhìn nó bánh bèo vậy mà nó cũng được việc đó mọi người. Đó. Lúc làm là đã bánh bèo mọi người thấy không em em. Ngon quá. Rất là ngon. Cái vị rất là vừa. Gì đó mi ơi. À, mọi người ơi, hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. À, và bây giờ là đã kết thúc cuộc chơi rồi và trước khi mà rời khỏi nơi đây thì mi không quên một nhiệm vụ, đó là dọn dẹp vệ sinh. Đó. Bao ni lông này, chai nước nè. Đó, thì chúng ta đi chơi đừng quên nhiệm vụ nha. Bởi vì là những cái này rất là khó tiêu hủy. Mọi người hãy cùng mi bảo vệ môi trường nhé. Cài hoa nén lệ theo trời.
lễ thường cho mọi người xem nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.